Thông tin từ đoàn kiểm tra liên ngành 664, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, đang trong quá trình xử lý hành vi vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Quốc Ái, công ty Quốc Ái, trụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành 360 do ông Nguyễn Đình Thụ, Giám đốc Cơ quan Chất lượng Nam Bộ thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra và phát hiện công ty Quốc Ái đưa tạp chất vào tôm. Đoàn phát hiện và thu giữ hơn 71kg tôm sú có tạp chất, 120kg aga chưa sử dụng, cùng nhiều thiết bị bơm tạp chất vào tôm. Theo đó, cứ 1kg tôm sú sau khi bơm tạp chất vào sẽ tăng trọng lượng lên thành 1,1 đến 1,2kg. Đồng thời kích cỡ tôm cũng tăng lên. Khi kích cỡ tăng thì giá mua sẽ cao hơn. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và niêm phong tang vật vi phạm, lưu kho tài chính công ty Quốc Ái và bàn giao hồ sơ cho địa phương xử lý. Như thế này là phải loại bỏ đi, chứ củ khoai tây bị hỏng như vậy thì không đủ điều kiện